Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tiến Kế Đô. Và chào mừng các bạn đến với cái chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng của chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi đã cùng với nhà máy ô tô Đồng Vàng, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam cùng đưa ra một cái chương trình tri ân khách hàng về sản phẩm xe tải D8 của nhà máy ô tô Đồng Vàng. Và sau một thời gian sử dụng thì rất nhiều khách hàng lăn tăn cũng như là băn khoăn về cái vấn đề là bảo hành, bảo dưỡng sau bán và cũng như là cái cách thức chăm sóc sau bán. Thì ngày hôm nay trong cái video này các bạn sẽ thấy được rằng là cái sự yên tâm của chúng ta và cái sự tin tưởng của chúng ta nó là chính đáng. Với nhà máy ô tô Đồng Vàng thì hôm nay chúng tôi đã lên lịch để bảo hành, bảo dưỡng cho các xe có mặt tại Hà Nội. Thì nhà máy cũng đã đến đầy đủ với các ban ngành và cũng như là đầy đủ các quà tặng và các đầy đủ các phụ tùng phụ kiện để cho có thể là xử lý các cái lỗi của các bác tài và cũng như là tặng đến bác tài các cái món quà ý nghĩa. Thì hôm nay ngoài những cái phụ tùng phụ kiện này ra thì nhà máy ô tô Đồng Vàng còn đem theo một chiếc xe Hyundai Đồng Vàng HD65. Đây là một chiếc xe chuyên đi bảo hành lưu động 24/7 cho các bác tài. Và trên chiếc xe này thì được tích hợp đầy đủ các hệ thống máy móc, các trang thiết bị để có thể là đọc lỗi, đoán bệnh và xử lý bệnh về xe ngay trong cái khu vực mà chúng ta xảy ra. Và như các bạn thấy thì bên này thì là một chiếc xe khách hàng vận tải A Trung, khách hàng đến từ Hà Nội. Và khách hàng mang xe đến đây thì hôm nay thì chúng tôi đã ngay được lập tức là thay dầu nhớt này, thay lọc dầu, lọc gió và cũng như là bảo hành, kiểm tra định kỳ cho khách hàng để cho khách hàng có thể yên tâm vận hành chiếc xe này. Và toàn bộ các cái chi phí bảo hành, bảo dưỡng cũng như là thay lọc thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% cho khách hàng. Nên là khách hàng yên tâm về sử dụng sản phẩm xe tải D8 của nhà máy ô tô Đồng Vàng và sử dụng dịch vụ của ô tô Tây Đô của chúng tôi. Và như các bạn biết thì chúng tôi là một trong những đại lý có đầy đủ các hệ thống, ví dụ như hệ thống showroom, hệ thống xưởng dịch vụ và hệ thống thùng. Vì thế nên là khi các bác tài mua bất cứ một sản phẩm nào của ô tô Tây Đô, các bạn sẽ được phục vụ từ A đến Z. Trước bán chúng tôi phục vụ cũng tốt và sau bán chúng tôi phục vụ cũng tốt. Chương trình này thì hiện tại chúng tôi sẽ phủ toàn miền Bắc, đầu tiên là sẽ ở Hà Nội trước, sau đó sẽ đến các tỉnh ví dụ như là Thái Bình này, Nam Định, Sơn La, Mộc Châu, Điện Biên vân vân. Chúng tôi sẽ chọn một địa điểm lân cận nhất để cho tiện cho các bác tài có thể di chuyển gần nhất. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp các trang thiết bị, các phụ tùng và sẽ có các anh kỹ thuật cũng như là nhân viên của Tây Đô chúng tôi đến trực tiếp đó để phục vụ cho các bác tài. Còn đối với những bác tài mà đang chạy xe ở khu vực miền Nam thì chúng tôi xin khất các bác tài trong một thời gian sắp tới nữa, khi chúng tôi làm ổn định ở miền Bắc rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra cái chương trình vào trong miền Nam để cho các bác tài có thể hưởng tất cả các cái chế độ chăm sóc bảo dưỡng sau bán tốt nhất của nhà máy ô tô Đồng Vàng các bác tài nhé.